có thể bạn chưa biết, cha đẻ gốc của Augie and the Cockroaches đã từng xuất hiện trong season 4 của bộ phim Augie is Getting Married. Trong tập cuối của season 4, ông họa sĩ mà Olivia tìm và vẽ lại chân dung Augie không ai khác mà đó chính là Jennifer Rambeau, cha đẻ gốc của Augie. Nhưng đáng buồn thay, ông đã qua đời vào ngày 28 tháng 6 năm 1998 do căn bệnh ung thư phổi quái ác. Lúc đó ông mới 40 tuổi và ông đã không kịp nhìn thấy đứa con cưng Augie của mình được phát sóng vào ngày 6 tháng 9 năm 1998, hơn 2 tháng sau khi ông qua đời. Và sự xuất hiện của ông trong tập phim này là một cách để tưởng nhớ cũng như việc thể hiện sự tôn trọng đối với ông.